Các học trò của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã chơi trận cầu thăng hoa để đánh bại đội khách Sông Lam Nghệ An tỷ số 3-0 ở trận đấu muộn nhất vòng 10 V-League 2023 vào tối ngày 1 tháng 6, Viettel FC trở lại top 8 sau vòng 10 V-League 2023. Sốc lại tinh thần sau thất bại đáng tiếc trên sân Thanh Hóa ở vòng trước, Viettel FC đầy tự tin khi tiếp cận trận đấu với Sông Lam Nghệ An. Bên kia chiến tuyến, dù còn cơ hội vào top 8 để sớm trụ hạng, song màn trình diễn của đội bóng xứ Nghệ vô cùng bạc nhược. Đội bóng được huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng dẫn dắt chẳng thể tạo được cơ hội ngon ăn nào trong suốt hiệp 1. Đội trưởng Hoàng Đức đã có trận cầu đầy thăng hoa, bế tắc trên mặt trận tấn công. Hàng thủ của Sông Lam Nghệ An còn lộ kẽ hở cho Viettel FC ghi bàn mở điểm ở phút 40. Từ quả đá phạt bên cánh phải của đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến chớp nhanh thời cơ để đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Việt trong thế đối mặt. Bàn thua buộc Sông Lam Nghệ An đẩy cao đội hình, còn Viettel FC tiếp tục thể hiện sự chặt chẽ trong đấu pháp mà họ đề ra. Đến phút 54, đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ hai, thêm một đường kiến tạo khác từ Hoàng Đức, từ đó mở ra cơ hội cho Nhâm Mạnh Dũng thoát xuống và vượt qua thủ môn Văn Việt để ghi bàn. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam không giấu được sự xúc động với bàn thắng đầu tiên ở V-League 2023. Thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh khép lại ngày thi đấu thăng hoa với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 của Dương Văn Hào ở phút 57. Niềm vui của các cầu thủ Viettel FC với bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng, Viettel FC nâng tổng điểm có được lên con số 14. Tạm vươn lên vị trí thứ 7 và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng sau giai đoạn Y, trong khi Sông Lam Nghệ An vẫn dậm chân ở hạng 11 khi có 9 điểm, với 4 điểm kém hơn so với top 8, trong khi giai đoạn Y chỉ còn 3 vòng đấu nữa. Gần như việc Sông Lam Nghệ An phải xuống chơi nhóm trụ hạng ở giai đoạn còn lại của mùa giải hiện rõ trước mắt.